Thưa quý vị, với nhiều tín hiệu khả quan về lượng khách và doanh thu, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hết sức để khôi phục hoạt động du lịch như thời điểm năm 2019 và khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch quốc tế hấp dẫn. Trong đó, vấn đề làm mới các sản phẩm du lịch được xem là yếu tố then chốt để tạo sức hút cho du lịch địa phương. Quý 3 năm nay, gắn liền với mùa cao điểm du lịch hè của cả nước, tận dụng lợi thế về du lịch biển lẫn sức hút từ các chương trình kích cầu, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách, đặc biệt trong dịp hè 2022 như chương trình lễ hội tận hưởng mùa hè, các hoạt động văn hóa nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn, bãi biển đêm Mỹ An, khu tổ hợp vui chơi giải trí Danabis, tổ chức giải golf phát triển châu Á. Nên hướng tới có nhiều cái điểm mà tới phân khúc khách hàng cao cấp, nghĩa là ở lại nhiều đêm và tiêu nhiều tiền. Thì với BRG chúng tôi thì đã có sân golf ở đẳng cấp quốc tế, với những cái sản phẩm mà thu hút được những người có thu nhập cao hoặc là những người du lịch quốc tế đến đây ở lại nhiều ngày, có nhiều hoạt động và tiêu nhiều tiền hơn. Hiện tại tôi thấy Đà Nẵng có rất nhiều cái sản phẩm dịch vụ du lịch mới có thể thu hút được du khách độc đáo, ví dụ như là các sản phẩm về trải nghiệm tour máy bay trực thăng, thì ngắm cảnh sông Hàn và ngắm cảnh các cảnh đẹp của Đà Nẵng từ trên cao, đó là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Ngoài ra chúng ta có rất nhiều sản phẩm khác kết nối giữa Đà Nẵng với lại Lý Sơn, với lại sắp tới là với Cù Lao Chàm bằng các cái sản phẩm dịch vụ mới của tàu cao tốc, và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nữa để đồng hành cùng với chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển điểm đến du lịch Đà Nẵng. Hiện ngành du lịch thành phố cũng đang hoàn thiện triển khai các đề án quản lý và phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, đề án phát triển du lịch đường thủy, đề án phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, qua đó tạo động lực cho sự phát triển của các sản phẩm du lịch mới của địa phương. Tiếp tục triển khai các cái nội dung cụ thể trong các cái đề án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, như là đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Mô, đề án phát triển du lịch cộng đồng Hòa Vang, Mân Thái và một số những cái sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng như là tuyến phố đêm Bạch Đằng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cũng như là triển khai các cái hoạt động, các cái sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố. Để tăng thêm sự mới lạ cho điểm đến, Sở Du lịch thành phố cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển ẩm thực trở thành sản phẩm đặc trưng du lịch đặc sắc của Đà Nẵng, đồng thời định hướng khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa lịch sử truyền thống và cộng đồng.